Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trích đoạn tin mừng theo Thánh Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đến với Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với Chúa vì biết rằng Chúa có một tình yêu đặc biệt dành cho mỗi người chúng ta. Đặc biệt, Chúa yêu thương những người đang gặp đau khổ, đang vất vả trong cuộc đời này. Chúng ta được mời gọi đến với Chúa vì chắc chắn rằng Ngài sẽ nâng đỡ, sẽ ủi an những tâm hồn sầu khổ. Ách tình yêu của Chúa sẽ làm cho gánh nặng cuộc đời của chúng ta trở nên êm ái nhẹ nhàng. Có lẽ những hạn từ như là ách, như là gánh hơi khó hiểu đối với một số người trong chúng ta. Thật ra trong ngôn ngữ Do Thái, khi người ta dùng từ ách và chữ gánh thì vừa có nghĩa là lề luật, vừa có nghĩa là giáo huấn. Như vậy, mang lấy ách của tôi là kiểu nói bóng của thầy Rabbi xưa quen dùng, hàm ý nhìn nhận ai làm thầy của mình. Vậy khi nhìn nhận lấy ách của Chúa Giêsu, khi nhận lấy ách của Chúa Giêsu là chúng ta nhận Ngài làm thầy và lấy giáo huấn của Ngài làm chuẩn mực thi hành trong cuộc đời chúng ta. Ngày nay, thưa anh chị em, khi người ta quá say mê quyền lực và muốn sai khiến người khác theo ý của mình, cho nên người ta có khuynh hướng trở nên kiêu căng, trở nên kiêu ngạo. Người ta dị ứng khi nói tới lời dạy rằng hãy phải hiền lành và khiêm nhường như lời Chúa Giêsu nói. Nhất là cần phải đem những lời đó ra để thực hành trong đời sống thường ngày. Thế gian không thể hiểu tại sao chúng ta phải trở nên khiêm nhường, hiền lành. Tuy nhiên, thưa anh chị em, là Kitô hữu, chúng ta cần bước theo Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đến trong mầu nhiệm nhập thể của Người là để chia sẻ kiếp người với chúng ta. Ngài đã tự hạ, Ngài đã đến để chung chia thân phận với những người nghèo khổ. Và Ngài đã sống như là một tôi tớ, sống hiền lành và khiêm nhường là đức tính mà Chúa Giêsu đã thực hiện trước hết, và Ngài khuyên các môn đệ của Ngài hãy đón nhận nó và đem ra thực hành. Như Chúa Giêsu nói: anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vậy thưa anh chị em, theo giáo huấn của Chúa Giêsu thì thế nào là hiền lành và khiêm nhường đây? Hiền lành hay hiền hậu chính là đức tính của con người tốt lành, một con người không độc ác, nhưng con người đó có lòng thương người, có đức hạnh và người đó hay làm điều thiện. Còn theo ngôn ngữ của Kinh Thánh thì người tốt lành còn có nghĩa là người dịu dàng, là người ngọt ngào, là người không thô cứng, không cứng cỏi. Như vậy đó, hiền lành phải có cả nghĩa bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì phải êm ái, hòa nhã, yêu thương, bao dung, thông cảm. Còn bên ngoài thì phải nhẹ nhàng, không có những hành động cứng rắn hay thô bạo. Đó gọi là hiền lành theo Thánh Kinh. Còn khiêm nhường phải hiểu thế nào đây? Theo nghĩa chữ thì khiêm nhường chính là nhún nhường, không khoe khoang. Khiêm nhường là người hạ mình xuống. Và điều căn bản nhất của khiêm nhường chính là phải biết mình là ai trong cuộc đời này. Biết mình là ai có nghĩa là chấp nhận mình, là sống thanh thản, là sống thật với chính mình. Hôm nay Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy học với Ngài, và là hãy sống theo lề luật của Ngài. Giáo huấn của Chúa hay lề luật của Chúa chính là nền tảng, đặt nền tảng trên yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật bằng dưới danh yêu thương, và Ngài thu tóm lề luật của Ngài thành hai chữ yêu thương. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để học bài học của yêu thương. Vậy mùa vọng là gì? Nếu không phải đây được gọi là mùa của yêu thương, mùa của chia sẻ. Bài học mà Chúa Giêsu để lại, mà chính Ngài đã làm trước, đó là Ngài đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã trở nên nghèo khó, nghèo hèn giữa chúng ta. Ngài đã trở nên mẫu gương của người hiền lành và khiêm nhường giữa nhân loại này. Chúng ta trong tư cách là Kitô hữu, là những người đang đi theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài vào trong cuộc đời của mình. Chúng ta được mời gọi sống yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta hôm nay đón nhận bài học yêu thương của Chúa và sống bài học này trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.